Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Way S màu đỏ xám, khá là liền lạc sạch sẽ nha các bạn. Đó, em nó có cái màu đỏ rất là tươi. Xe này thì mua về là chỉ việc chạy liền thôi. Đó, máy móc thì em liền lạc sạch sẽ từ trên xuống dưới nè các bạn, từ trên xuống dưới máy móc liền lạc sạch đẹp, dơ rửa nó cũng ra xét luôn rồi các bạn, đen xét luôn máy móc thì sạch sẽ êm ái, mua về là đi liền cày tốt. Honda Way S em này mang biển số 54B72587. Qua 5 tháng rồi. Đó, nhưng mà cơ bản mấy xe này thì cái máy nó cũng còn chất thôi. Đó, máy nó thì còn chất. Đây, em đè máy để các bạn các anh chị cùng nghe nha. Các bạn các anh chị cùng xem bên trong nha. Đó. Nó sẵn áo mưa luôn bởi vì đến trời mưa rồi, đến mùa mưa rồi. Đang mưa mà mình vẫn quay để các bạn các chị xem luôn. Và với chiếc xe Honda Way S khá là liền sạch sạch sẽ này thì mình mong muốn bán với giá là 10.800. Xe là nghiêm chỉnh, giấy tờ minh bạch rõ ràng, thì các bạn các anh chị mua các bạn các anh chị sẽ được trải nghiệm thử test xe các kiểu, xong sau đó mình làm giấy tờ nghiêm chỉnh, xong các bạn các anh chị cầm giấy tờ như xe trên tay rồi mới thanh toán là sau cùng nha các bạn. Và các bạn các anh chị có thể đưa thợ, đưa những người anh em thợ hài kiểm tra thoải mái, lần nào mình hài lòng vừa ý thì mình mua nha. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều.